TS Sport cung cấp những dòng sản phẩm thiết yếu phục vụ cho bóng đá, giá tốt và chất lượng cao. Hãy ủng hộ kênh của TV Style bằng cách mua hàng qua đường link bên dưới nhé. Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Thiên Tài Soccer. Và hôm nay lại tiếp tục với một trận đá banh với chiếc camera sẽ trên một nhân vật mới. Nhân vật này mọi người đã gặp nhiều rồi, nhưng mà vẫn giới thiệu lại cho mọi người cùng được biết ha. Khánh Biêu. Chào mọi người. Dạo này thấy hơi đen. Giờ này làm quá. Đi làm dữ quá. Em làm cho công việc gì? Là ngân hàng. Ngân hàng. Dạ. Ngân hàng. Đi định giá rồi nọ nhiều quá. Đi cho bay à? Cho bay à? Tiền rưỡi lum lá. Cho bay đó thôi, tiền tỷ không đúng không? Ok. Mọi người chưa biết em tên đầy đủ là gì? Em tên Vũ Duy Khánh. Sinh năm 1996. Đá banh sân 11 thì em đá vị trí gì? Số 11 á. Tại vì giờ kiểu như em đá số 11 thì nó sẽ tùy á. Tại vì nếu mà đá với lại mấy người lớn á thì mình có thể đá được vị trí nào mình cũng có thể đá được. Nhưng mà ví dụ là gặp trận căng căng thì chắc có thể chỉ đá được tiền đạo thôi, hoặc là tiền đạo à? Tiền đạo hoặc là ngoài biên á. Nó đỡ mệt hơn. Dạ. Yeah. Nó có chạy nhiều nhưng đỡ, lỡ mà mình không có chạy thì cũng đỡ. Ok. Chứ giờ mập quá chạy đâu nổi. Còn sân 5. Sân 5 thì em pivot đúng không? Pivot yeah. Hoặc là đá ở dưới cùng. Em là thuận hai chân không? Anh thấy chân trái em xuống tốt nha. Em thuận hai chân. Hai chân. Quá ngon. Ok, hy vọng là một trận đấu tốt của Khánh Bèo. Nha. Yeah, mọi người chờ xem nha. Hôm nay là tròn 2 tháng mình phẫu thuật dây chằng chéo trước ha. Và anh em có thể thấy mình đang chạy. chạy được rồi. Ok. Chạy khí thế luôn. Được không? Chạy được rồi anh em ơi. Vui quá. Yeah, bravo. Má sân rộng dữ chứ. Trận banh ngày hôm nay, Khánh Bèo đá cho Hades FC tại sân Phú Thọ, cổng Lê Đại Hành. Như anh em cũng nghe Khánh Bèo vừa mới than ấy, sân này rộng vãi. Tiến đây. Và lực lượng của các cầu thủ áo hồng khá mỏng, chỉ có anh Tin và Lê Duy Minh là tốt. Còn các anh em còn lại kỹ năng cũng tạm tạm thôi. Nên dự đoán đây sẽ là một trận banh khá mệt cho Khánh Bèo đây. Trận đấu vừa mới bắt đầu có ít phút thôi mà không hiểu sao em nó thở dữ như trời. Dừng lại các anh chung. Lê Duy Minh để mất bóng ở vị trí nguy hiểm, thế là Hades thua trước một quả. Sao lần á? Mưa lên mình. Từ một pha tổ chức tấn công 3-3, Khánh Bèo có đường kiến tạo cho Hồ Viết Trung ghi bàn. Cơ mà khung thành to vậy mà Trung Chứng cũng có thể đá được ngay chỗ thủ môn, hay thiệt. Bạn nó để không dính gùn lại ra ngoài luôn rồi. Khánh Bèo vẫn đang thở dốc, chắc là do đi nhậu nhiều hơn thì đá banh đây nè. Một cái cho vậy, hừ. Đi đi. Từ mới đây. À, rồi. Bảo ơi, bảo.
Một mình đây này. Sau lưng á. Có em. Mạnh mạnh quá mạnh ơi. Cú sút rất mạnh của Khánh Bèo, thủ môn đã đứng nhìn nhưng đường banh lại đi chệch góc A trong ngay tức. Hôm nay Hùng Sù bận việc nên không có đi đá. Mọi người chứng giữ khung thành đó là MJ Alex. Ê, một mình à. Ê, chú ơi. Ôi, sao. Xả lắm. Ăn tiền kìa, ăn tiền kìa. Ok. Ôi ôi. Một mình. Anh chung anh kia chung ơi. Chú lớn người em nè chung. Ok ok, to anh. À, không biết sao vô luôn đúng không? Chúng chân hậu vệ băng vô lưới và đó là một pha phản lưới nhà của đội bạn. Đi. Lúc này thì thủ môn ban đầu không còn chụp nữa mà thay bằng một thủ môn to bự khác rồi. Quay. Trời ơi. Chạy đi.
Mình nhận thấy Khánh Bèo đã không còn di chuyển nhiều nữa. Chắc là em ấy đã bắt đầu đuối sức, hầu như chỉ đi bộ quanh quẩn xung quanh ở phần giữa sân. Các đồng đội khác cũng đã thấm mệt nên nhận liên tiếp những cú sút của đội bạn. Hậu quả là thua liên tiếp hai trái. Em kìa, lấy mày kìa đó. Đi lóc, vô lóc. Lúc này thì đội bạn đang dẫn với hai bàn cách biệt. Quay lại. Vòng qua đây nè. Tình hình là đội đang bị gác hai trái mà còn có 15 phút nữa là hết giờ rồi. Đâu còn gì để mất đâu, nên đá năm thôi. À, chắc chưa xếp mình ơi. Rồi đội rồi, rồi. Rồi, đâu rồi. Qua đầu được lâu ơi, qua đầu cho chụp mình luôn. Mẹ nữa. Rồi nó xem bên đây luôn rồi, anh tin như là nó hai một bên đó luôn, ở đó, 4 3 luôn á. 4 người chơi đi, trên đây nghỉ rồi. 4 người chơi, về đây là lâu. Rồi, đá về mình lại, đá mình luôn, ok. Rồi, tiếp tục nhấn lên mình. Đó, bên đó 3-2-4-1 bên đó. Ok. Đó là cú chích mũi ghi bàn của anh Tin, còn một trái. Con này đứng sát em luôn. Bên đó là đâu rồi, đúng rồi. Sát. Mà nó. Em đã đây rồi. Quá tên luôn. Từ từ, đi ra chơi rồi em đâu có được. Mạnh thủ.
từ từ anh. Ý là anh sẵn sàng đó, anh quay lưng mà em chuyện anh đâu có được đâu. Rồi, đứng đi. Đừng áp. Đây luôn. Quay, quay, cái nữa. Quay. Ok, tốt, ba. Từ. Cao nhanh, cao bên phải của anh, cao bên phải của anh. Ôi. A few moments later. Bèo này cày quá. Rồi giơ cao lên. Tìm bạn. Rồi, giữ gói xuống. Rút vào. Rồi, hết giờ luôn. Đẩy dãy mũi vô. Phải rút không? Bèo. Từ từ gắng chịu xíu nữa. MVP. Nay Bèo đá chuột rút luôn trời. Nó gánh nguyên trận. Rất tiếc là pha ghi bàn cuối lại không quay được. Một ngày vất vả của anh Bèo. Sao? Cảm nghĩ trận này sao đây? Mệt quá. Ổn chưa? Đứng một lỗ làm sao? À, thôi ráng tại xíu. Này đang mới. Cởi giày không? Cởi giày chưa? Rồi, thôi. Bị chuột rút xong thì sau đó phải đi lùi vô nha. Chứ không có đi bình thường được, phải đi lùi. Đi lùi nó sẽ căng cơ ra, nó không bị rút lại. Đó, anh em thấy á, đi rút, đi lùi. Ok.